Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được vận trình, được bề trên ban phúc, đón cát xô hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động tiết lộ sự thật bất ngờ chính xác 100% về vận trình tử vi tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963, được lộc bề trên, vận số đắc tài phú quý, gặp thời đổi đời cực mạnh, giàu hơn tỷ phú. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống. Kính chúc quý khán giả sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích, biết trước thiên cơ để tránh xa vận hạn, gia đạo bình an, đường đời hưng vượng. Quý khán giả thân mến, cuộc sống vốn không phải là con đường trải đầy hoa hồng, dành riêng cho bất cứ một số phận nào trên bức tường đời. Chúng ta sẽ phải trải qua đầy những thử thách, khó khăn. Để trưởng thành và khôn lớn, có đôi khi sự khắc nghiệt của cuộc đời sẽ đẩy ta xuống vực sâu, ban cho ta những thất bại thảm hại. Nhưng cái quan trọng không phải là ta đã thất bại ra sao, mà là ta đã làm gì để vượt qua nó. Ai cũng có cho mình những lựa chọn riêng, hoặc là đứng dậy và bước tiếp, hoặc là mãi vùi chôn mình ở hố đen của sự nghèo hèn, thất bại. Sự lựa chọn ấy sẽ quyết định tương lai của mỗi người, nhiều lúc thân nhau chỉ ở một lần ta cố gắng. Chính vì thế, khi đứng trước khó khăn, ta đừng nản chí, nản lòng, thay vào đó, hãy quyết tâm nỗ lực, cố gắng hết mình để tìm kiếm thành công, bước qua gian khổ, hạnh phúc mới thực sự vẹn tròn, bởi đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách với một lòng quyết tâm và nghị lực phi thường đó. Nhiều người hỏi tôi rằng, không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ, tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được, nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đó là do số mệnh an bài của mỗi người, và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Quý Mão 1963 thân mến, trong số 12 con giáp, giới tử vi nhận định có con giáp tuổi Quý Mão trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Chỉ cần nắm được cơ hội này thì tiền tài, của cải sẽ liên tục ập đến, dù có nghèo khổ, nợ nần mấy cũng sẽ trả sạch, đổi đời giàu có, cuộc sống sung túc, gia đạo ấm êm, khiến người người kính nể. Vậy, vận trình cụ thể của tuổi Quý Mão 1963 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 sẽ ra sao? Cơ may và vận hạn mệnh chủ sẽ gặp phải là gì? Và làm thế nào để gặp hung hóa cát, mang may mắn, tài lộc vào nhà? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết ngay sau đây. Bước sang năm 2024, đối với tuổi Quý Mão sinh 1963 sẽ khá biến động bởi cục diện hại thái tuế, nghĩa là bạn sẽ gặp phải những tổn hại, công việc cũng sẽ gặp phải chướng ngại. Nói thẳng ra, bạn sẽ phải nỗ lực gấp nhiều lần năm cũ để bảo vệ những điều tốt đẹp. Điều này cũng dẫn đến nhiều tình huống khiến bạn làm việc chăm chỉ nhưng lại tựa như dã tràng. Những ảnh hưởng nhất định của thái tuế khiến những ấp ủ của bạn rơi vào vòng luẩn quẩn, khó khăn vận hạn đến, chúng ta chẳng thể tránh. Chỉ có trực tiếp đối diện bằng sự chuẩn bị thật chu đáo. Đặc biệt, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 này, Quý Mão hãy tận dụng cát khí từ thái mờ của mình để có sự nghiệp tốt và may mắn về tài chính. Lại thêm quý nhân hỗ trợ nên nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, làm được mọi việc cả hai chiều và có kết quả tốt. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, mệnh chủ nên thận trọng hơn trong việc chi tiêu tiền bạc và lập kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh những tổn thất không đáng có. Do tiêu dùng bốc đồng hoặc đầu tư bừa bãi, chú ý đến khía cạnh này,
sẽ giúp hiệu quả công việc của bạn trở nên nổi bật hơn. Và để tìm hiểu chi tiết, ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi vào nội dung của video hôm nay nhé. Trước tiên, ta hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách và tài năng của người tuổi Quý Mão 1963. Tuổi Mão là biểu tượng cho con mèo, là con giáp đứng thứ tư trong thứ xếp hạng 12 con giáp. Tuổi Mão là hình ảnh những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế. Nhìn xa trông rộng, người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Quý Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Người tuổi Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm, là người đối đáp giỏi giang, khéo léo, thông minh, yên ổn, may mắn, làm việc siêng năng, tài lộc không thiếu. Nam mệnh có phúc phận, nữ mệnh ăn nói lịch sự, dễ thân thiện. Phần nhiều những người cầm tinh mèo đều ưa thích các điều huyền diệu, kỳ lạ, bởi thế, đôi khi trong giao tiếp, người đời sẽ cảm thấy họ như có cái gì sờ sợ. Bàn bạc, họ có nghệ thuật yêu đương, đôi khi là những dòng nước mắt hay cái nhìn đong đưa để lôi cuốn người khác giới, họ cũng thích hưởng niềm vui, nhục cảm. Phần lớn Quý Mão thích sống theo tập thể đông vui, không thích sự lẻ loi, đơn độc. Người tuổi Mão sống ung dung, tự do, tự tại và luôn luôn lạc quan, sống lương thiện, dễ tha thứ cho người khác. Quý Mão có tinh lực dồi dào, tinh nhanh, lanh lợi, hoạt bát, thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ ai. Họ là người có cá tính kiên cường, bất khuất nhưng cũng hay nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác, có tình cảm, tế nhị, trực quan, sinh động và óc giàu tưởng tượng. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Mão sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác, tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do, nếu quá áp lực, căng thẳng, họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Thường tuổi này có tính khá cẩn thận, rộng rãi, lại nhiều mơ mộng, nhiều thông minh, lanh lợi, nên phúc lộc không thiếu, suốt đời có thể yên ổn. Quý Mão phần lớn là người có tài đức xuất sắc hơn người, được rất nhiều người yêu quý bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn ưu tiên cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng, họ khá nhẹ dạ, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Mão là nghệ thuật, những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Người tuổi Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường, họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời và cũng có đức tính tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội. Khi vận may tới để vươn lên, họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Tuổi Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn, bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kẻ thù. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác, nhưng đôi lúc tuổi Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Có thể nói, tuổi Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên. Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn, tuổi Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng, sẽ đạt được nhiều thành công. Đàn ông tuổi Quý Mão rất ân cần, lịch sự, tất cả những lời nói, cử chỉ của họ luôn hòa nhã, khiến cho mọi người phục bởi sự thông minh cơ trí và sẽ nghe theo lời khuyên bảo của Quý Mão. Vì rất tự tin nên họ luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới tình trạng chủ quan quá mức. Vì là người an phận thủ thường, không thích mâu thuẫn, xung đột nên đôi lúc trở thành người nhu nhược. Trong cuộc sống, không có lý tưởng cao lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Nam mệnh tuổi Quý Mão, cuộc đời có nhiều điều tốt đẹp, mọi chuyện đều được như ý muốn. Sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng, ở chung vận gặp nhiều may mắn, thuận lợi, đến hậu vận cũng sẽ được thảnh thơi, hưởng phúc. Phụ nữ tuổi Quý Mão luôn hiền dịu, đảm đang, thông minh, thích giúp đỡ người khác mà không nghĩ tới sự trả ơn. Là người luôn biết cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau khổ của người khác, họ rất thích ăn diện, đặc biệt có thể ngồi hàng giờ ở trước gương để trang điểm. Nữ mệnh tuổi Quý Mão, cuộc đời gặp rất nhiều may mắn và thành công, đường công danh sự nghiệp cũng được rộng mở, sáng lạn, tình duyên thì viên mãn, tài lộc dồi dào cả thời tiền vận và trung vận, về hậu vận cũng đều được thảnh thơi, an nhàn hưởng phúc, không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Tiếp theo sau đây,
sẽ là luận giải tử vi chi tiết về phương diện tài chính và sức khỏe của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi tuổi Quý Mão năm 2024 vừa kết thúc những rắc rối của năm tuổi Quý Mão 2023, những tưởng bước sang năm 2024 sẽ mở ra những bước phát triển mới. Song rất tiếc, khi Giáp Thìn tiếp tục là giai đoạn đầy thử thách nữa của con giáp này, vận thế, đặc biệt là những tháng đầu năm vận thế vẫn chưa ổn định. Quý Mão chịu tác động của cục diện hại thái tuế, lại có hung tinh trực phụ án ngữ, công việc xuất hiện rất nhiều vấn đề vướng mắc, đòi hỏi bản mệnh phải bỏ ra càng nhiều công sức và thời gian. Nên nhớ, làm việc gì cũng phải cẩn trọng từ đầu tới cuối, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, thay vì mưu tính những điều xa xôi, chưa phù hợp. Nhìn chung, Quý Mão nên tĩnh thay vì động và chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Nói như vậy, không có nghĩa trong 2 tháng tới sẽ toàn điều bất lợi. Sự nghiệp của Quý Mão vẫn có những điểm sáng bất ngờ nhờ thái âm hỗ trợ, mà bản mệnh có một vài cơ hội để thăng tiến tại nơi làm việc nhờ mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo. Lúc này, bản mệnh nên tận dụng khả năng ngoại giao để mở rộng thêm các mối quan hệ của mình. Như vậy thì bạn dễ nhận được sự đề bạt, ủng hộ của mọi người, mà khi khó khăn xảy đến, cũng sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ. Sao Tốt thái âm đặc biệt có lợi cho nữ mệnh, hoặc dự báo Quý Mão có khả năng được những nữ lãnh đạo hoặc đồng nghiệp nữ thân thiện và có năng lực giúp đỡ. Hãy học hỏi kinh nghiệm làm việc từ những người này, đừng ngại ngùng hay sĩ diện khi gặp phải những vấn đề mình không hiểu, mà hãy kịp thời nhờ đối phương cho lời khuyên. Tránh giấu dốt, nếu bản mệnh mới bắt đầu một công việc mới, bạn phải giữ thái độ khiêm tốn và thể hiện tinh thần cầu tiến, đừng suốt ngày phàn nàn. Cho dù điều kiện thực tế không như bạn mong muốn, chúng ta phải nhận ra những khuyết điểm của mình, đồng thời phải tăng cường học tập, rèn luyện để nâng cao khả năng cạnh tranh tại nơi làm việc và từ đó giữ vững vị thế, tạo tiền đề phát triển cho tương lai. Những người theo nghiệp kinh doanh nên xem xét các phương pháp đầu tư ổn định hơn, chẳng hạn như các khoản đầu tư dài hạn, hoặc đa dạng hóa nguồn đầu tư để giảm thiểu rủi ro do biến động thị trường mang lại và cũng là tránh tổn thất khi bỏ hết trứng vào cùng một giỏ. Trong 2 tháng tới, Quý Mão nên tham gia vừa phải vào các hoạt động đầu cơ, chớ thấy người khác làm được mà cũng vội học theo. Mỗi người có một thế mạnh riêng, tuy phù hợp với người khác, nhưng chưa chắc đã phù hợp với bạn. Vốn dĩ với khả năng kiếm tiền thông minh của bạn, khối tài sản mà bạn có thể có được trong vòng 2 tháng tới là điều mà ai cũng phải ghen tị. Đặc biệt trong giai đoạn này, những người cầm tinh con mèo sẽ được thần tài ưu ái rất nhiều, nhiều cơ may kiếm tiền. Tài lộc cứ thế ùn ùn kéo tới, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Nếu bạn chăm chỉ và biết chấp thời cơ, hãy cố gắng nắm bắt thời cơ thật tốt nhé. Tuy nhiên, thì thầy tử vi cũng có nhắc thêm Quý Mão rằng, dù hứa hẹn một năm có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng bản mệnh nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu nhé, hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi, xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Xét về phương diện tài lộc. Trong thời điểm này, Quý Mão bị cả tương hại lẫn hung tinh, chủ về hao tài, là kiếp tài chiếu mệnh, nên tiền bạc thất thoát khá nhiều, thu chẳng được là bao, mà chi thì như muối bỏ biển. Giai đoạn này, khả năng kiếm tiền của bản mệnh rất yếu, dù có tham vọng và cũng không chấp nhận một cuộc sống tầm thường, luôn tìm mọi cách để mày mò, tăng thêm thu nhập, song may mắn vẫn chưa mỉm cười, nên không có cách nào để có nhiều tiền vào tài khoản. Ở thời điểm trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024, vốn dĩ sau nhiều năm chinh chiến, Quý Mão cũng đã có một nền tảng nhất định, không hề thua kém so với những người xung quanh. Tuy nhiên, tham vọng mạnh mẽ khiến bản mệnh không thấy đủ, luôn muốn phải có nhiều hơn, đứng ở cao hơn, tâm lý nóng nảy như vậy, có thể khiến bản mệnh nảy sinh những suy nghĩ đi đường tắt. Bất chấp hoàn cảnh, điều này có thể giúp bạn đạt được mục đích nhất thời, nhưng về lâu dài, có thể sẽ gây hại thậm chí vướng vào vòng lao lý, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân, bạn cần phải tự mình điều chỉnh tâm lý, biết điều gì nên làm, không nên làm vào thời điểm vận khí sa sút như năm nay. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Quý Mão sinh 1963 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024, trong đời sống tình cảm, bản mệnh sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cục diện hại thái tuế. Các mối quan hệ xấu đi, tình cảm lung lay, mâu thuẫn ngày càng gia tăng, đòi hỏi bạn phải có nhiều nỗ lực và kiên nhẫn hơn. Những người đã kết hôn cũng sẽ có một số suy nghĩ tiêu cực, có thể trong tiềm thức, bạn luôn cảm thấy đối phương đã làm điều gì đó có lỗi với mình. Không khí gia đình thường xuyên căng thẳng, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, vợ chồng thường xuyên tranh cãi, thậm chí đụng tay đụng chân trước mặt con cái. Những sự việc như vậy sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới hòa khí trong gia đình,
đồng thời có thể gây ra các vấn đề về tâm lý ở con cái. Đối mặt với những vấn đề tình cảm trong thời gian tới, thì Quý Mão được khuyên phải duy trì lý trí và bình tĩnh. Nếu gặp vấn đề, thì nên đối mặt và giải quyết trực tiếp, chớ nên ôm trong lòng một mình và suy diễn linh tinh, nếu không sẽ chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Với người độc thân, dù vận khí cả năm không mấy sáng sủa, nhưng bạn vẫn có thể mong đợi vào những cơ hội bất ngờ, có thể tổn thương trong quá khứ. Vẫn khiến bạn có phần e dè khi định bước vào một mối quan hệ mới. Song năm nay, nhờ có sự thuyết phục của một ai đó, bạn có thể quyết định từ bỏ quá khứ, tự tin hơn vào bản thân và bắt đầu kỳ vọng vào tình yêu. Với sự thay đổi tích cực này, thì trong tương lai gần, bạn nhất định sẽ có được tình yêu và hạnh phúc như mong muốn. Xét về phương diện sức khỏe tuổi Quý Mão sinh 1963. Sức khỏe của Quý Mão trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 cũng không có quá nhiều biến động. Nhìn chung bản mệnh không mắc trọng bệnh, dễ gặp dữ hóa lành. Có điều, nhiều thời điểm trong năm sức khỏe suy giảm, dễ đổ bệnh, dù không phải bệnh nguy hiểm, nhưng cũng gây không ít rắc rối cho cuộc sống và vấn đề tài chính. Theo đó, trong cuộc sống hay lao động, bạn cần nâng cao tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề cao cảnh giác, không nên chủ quan, có như vậy thì mới tránh được nguy hiểm bất ngờ. Sau đây sẽ là luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi hung cát trong từng tháng âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh 1963, cụ thể như sau. Vận trình tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Quý Mão trong tháng 3 âm lịch này có điểm tiểu nhân quấy phá trong công việc, áp lực kéo theo những giảm sút về sức khỏe, đề phòng va chạm xe cộ và các chấn thương liên quan đến tứ chi. Vận trình tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng này, vận trình tài lộc của Quý Mão khởi sắc, kinh doanh, buôn bán cũng dễ dàng hơn. Người làm chủ doanh nghiệp, kinh doanh tự do có một tháng vất vả, tất bật nhưng thu về lợi nhuận khả quan. Có nhiều cơ hội đầu tư đến, nếu có thể bạn hãy mạnh dạn tiến hành, tỷ lệ thành công khá cao. Có điều thứ tài không quá vượng, đừng thử may rủi vào các trò cờ bạc, đỏ đen, kẻo trắng tay. Sức khỏe của Quý Mão được cải thiện đáng kể, người ốm nhanh phục hồi thể trạng, chăm chỉ luyện tập thể thao, duy trì chế độ ăn uống khoa học và cân bằng tâm lý là những cách hữu hiệu giúp bạn tăng cường thể lực để sống vui, sống khỏe. Đời sống tình cảm hài hòa, vợ chồng có thể đón tin vui về chuyện con cái, người độc thân vượng đào hoa, đi xa có thể gặp được đối tượng ưng ý. Tiếp sau đây sẽ là phần luận giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Quý Mão sinh 1963. Luận giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Quý Mão năm 2024. Năm 2024, bản mệnh nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán thì nên thận trọng, kẻo bị tiểu nhân quấy phá, mất tiền, mất của, làm việc phải cẩn thận, kẻo gặp họa thua thiệt bản thân, thậm chí còn dính kiện tụng. Ngoài ra, bạn cũng nên suy nghĩ tích cực, rèn luyện thể dục, thể thao điều độ, đẩy lui bệnh tật, đau ốm. Cách hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim, nên trong năm, bạn tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất, màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc, gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp bản mệnh hóa sát cầu an. Bản mệnh nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt, khiến tiền mất tật mang, nên tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng, nếu không muốn bị quét sạch cửa nhà, thì nên lấy tiền của đi quyên góp, giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt thường xuyên, phóng sinh, thì dần già tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn thiên la. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái, dù tiêu hao tiền của chữa trị, nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi, tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, đừng ghen tuông vô cớ mà lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu, phiền muộn, thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất chứa quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các căn bệnh kỳ quái như trầm cảm. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Quý Mão năm 2024. Trong năm,
Nhờ có cát tinh chiếu nên khó khăn phần nào được chiết giảm, công việc làm ăn có người giúp sức, dù có áp lực đến mấy cũng may mắn vượt qua. Trong năm có lộc về đất cát, có thể thử sức ở lĩnh vực này, có điều nên hết sức thận trọng, kẻo vướng tranh chấp, kiện tụng. Sức khỏe không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng cần đề phòng tai nạn bất ngờ, gia đình hai bên nội ngoại có tin buồn. Cách kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, toshiba, xanh dương, đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng nâu, nên tiến hành đầu tư kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản trong năm. Vì được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc, vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, hãy tu thân tích đức, luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi nếu bạn là người tốt bụng, không ngại ngùng giúp đỡ người khác, thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn, cũng không lo không vượt qua được. Cách hóa giải hạn diêm vương. Hạn diêm vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp đã mắc bệnh lâu ngày. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám, điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm đến tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy, cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, để phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, bạn nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, hãy cho đi mà không cần nhận lại. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý cô bác về màu sắc may mắn, giúp quý Mão gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu xanh nước biển vượng cho sự nghiệp. Thường xuyên sử dụng màu sắc này sẽ giúp bạn luôn giữ được cách hành xử khéo léo, từ đó mở rộng được mối quan hệ, nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, mở ra cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, bạn cũng sẽ khiêm tốn, chăm chỉ hơn và học hỏi được kinh nghiệm làm việc từ những người đi trước. Màu xanh lục vượng cho tài lộc. Màu xanh lục giúp bản mệnh trở nên tỉnh táo, lý trí hơn, dễ dàng duy trì được sự quản lý, tài chính, đầu tư đúng lúc, đúng chỗ, từ đó duy trì được tài lộc ổn định. Màu hồng vượng tình duyên. Người độc thân sử dụng màu này sẽ trở nên tự tin hơn vào bản thân và bắt đầu kỳ vọng vào tình yêu. Bạn có thể dần quên đi những tổn thương trong quá khứ và mở ra cơ hội gặp gỡ người mới. Màu kỵ trong năm 2024 của tuổi Quý Mão là màu vàng, nâu đất. Quý Mão có thể sẽ trở nên nóng nảy, bốc đồng nếu thường xuyên sử dụng hai màu này. Từ đó, bạn nảy sinh những suy nghĩ đi đường tắt, bất chấp hoàn cảnh để kiếm lợi về cho bản thân. Dù trước mắt bạn đạt được mục đích, nhưng về lâu dài thì có thể sẽ phải trả giá. Ngoài ra, bạn sẽ còn thường xuyên lơ đãng, thiếu tập trung, dễ mắc sai sót, đặc biệt là trong các việc liên quan đến số liệu, hợp đồng, sẽ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Thông điệp may mắn mà Tử Vi muốn dành riêng cho tuổi Quý Mão sinh 1963 ở tuổi 62. Người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này, chỉ khi một người có lòng bao dung, hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có, thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu. Sự nghiệp không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ bí quyết này thì quý mệnh chủ sẽ luôn được hạnh phúc trọn vẹn. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh 1963 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.